Thì với cái câu hỏi cuối cùng này là có 3 cổ phiếu mà bạn quan tâm nhất trong giai đoạn này là những cổ phiếu nào, thì các quý vị ngày hôm nay đã đưa ra tên 3 cổ phiếu ở đây. Thì đấy là BIDV, ngân hàng BIDV, Hòa Phát và Mobile World đúng không ạ? Thế thì cũng cũng khá là thú vị. Tôi nghĩ là cái kết quả này 2 trong số thì có thể dự đoán được, nhưng mà cũng cũng đối với tôi thì cũng là khá thú vị. Thì chắc là tôi muốn là mỗi anh chị ở đây pick một cái mã này và cho tôi cái nhận định nhanh là tại sao các anh chị có đồng ý với cái khảo sát này không và tại sao. Vâng. Xin mời bắt đầu từ chị Phương ạ. Sẽ sai ạ. Tôi thì với 3 mã này thì thực ra là tôi cũng trong phiên thảo luận, trong phiên giải lao thì cũng đang đoán là thế nào cũng có Hòa Phát với Mobile World, vì là thực ra là gây nó là những cổ phiếu nó quá nhiều yếu tố để chúng ta, nó thu hút sự chú ý của chúng ta trong giai đoạn vừa rồi, và có rất nhiều những nhận định đối với câu chuyện của Hòa Phát thì tương đối là rõ, chắc mọi người đều đồng ý nó là một cái cổ phiếu mà mang tính gọi là chất lượng, xét về chất lượng thì rất là cao, chắc không ai phản đối với tôi về yếu tố này. Thế còn bây giờ vấn đề là liệu bây giờ có phải thời điểm mua và 2024 phải là một năm rất là tốt cho Hòa Phát không, thì cũng xin chia sẻ là dưới quan điểm của AI thì ngành thép là một ngành sẽ phục hồi rất là mạnh. Đấy là ngành trong ngành vật liệu cơ bản đấy ạ, là sẽ phục hồi rất là mạnh cùng trong năm 2024, và trong các quý tới chúng ta sẽ thấy rõ điều này. Tuy nhiên là chúng ta phải cần cân nhắc một chút về định giá, bởi vì có một cái quan sát chung đấy là khi mà nó lợi nhuận qua đáy và vòng trở lại, nhất là với những cái doanh nghiệp mà có cái doanh thu rất là lớn và cái tỷ suất lợi nhuận, biên lợi nhuận nó có thể biến động rất mạnh như vậy, thì cái chắc chắn cái tăng trưởng nó sẽ rất mạnh, cũng như là biến động giá cũng sẽ rất mạnh. Cho nên là khi mà nó vòng qua đáy như vậy thì sẽ thường chúng ta sẽ nhìn thấy cái định giá nó rất là cao. Đấy là cái quan sát trong cái thường ở một trong cái giai đoạn phục hồi thì chúng ta sẽ nhìn thấy như vậy. Những công ty mà có doanh thu lớn, biên lợi nhuận thấp thì sẽ có cái mức tăng trưởng cực kỳ cao. Tuy nhiên Hòa Phát thì làm cái so với trong ngành thì lại là có một doanh nghiệp có một cái biên lợi nhuận cao hơn. Đây là chúng ta chỉ so ngành thép với các ngành khác thôi ạ. Đấy là yếu tố thứ nhất, đấy là Hòa Phát. Tôi đồng ý và tôi nghĩ rằng là cái thời điểm mua và cân nhắc định giá sẽ là rất là điểm thời điểm rất quan trọng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng nó đang bắt đầu vào đà tăng trưởng mạnh và sẽ nhìn thấy rất là rõ. Mobile World thì đấy là một cái câu hỏi rất lớn, câu hỏi sau khi mà cổ phiếu đã có một cái mức giảm mạnh như vậy, tạo ra rất nhiều nghi ngờ và rất nhiều mọi người phải quay lại tự hỏi rằng là liệu là có cái gì sai ở đây mà khiến cho cổ phiếu nó giảm mạnh như vậy. Thì cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh rằng ấy là trong cái thời giai đoạn hiện tại thì chắc anh chị quan sát là cái yếu tố tiêu dùng trong nước nó đang rất là yếu, nó có thể nói là rất là yếu, thì nó ảnh hưởng rõ rệt đến doanh thu và lợi nhuận của các công ty bán lẻ. Và chúng ta đang kỳ vọng rằng là năm sau thì cái nhu cầu nó phục hồi trở lại. Trước tiên là nhờ cái yếu tố bên ngoài, thì sẽ sau đó là cộng thêm các biện pháp hỗ trợ khác nếu có, thì nó sẽ giúp cho tiêu dùng nó phục hồi trở lại và bật trên cái nền yếu của năm nay. Tuy nhiên sẽ có những cái câu hỏi thêm về liệu mô hình kinh doanh của Mobile World liệu như vậy là có phải là một mô hình kinh doanh đã hợp lý hay chưa, hay cần điều chỉnh hơn nữa, công ty có phải book thêm chi phí hay không, thì những cái đấy chúng ta sẽ cần phải quan sát tiếp trong thời gian tới. Nhưng chắc chắn là với cái nền thấp năm nay thì năm sau sẽ tăng trưởng tốt, cái điều đấy là đương nhiên rồi.
BID thì đấy là một ngân hàng rất là vững. Và tôi thì thích cái quan điểm rằng là trong một cái năm khó đối với ngành ngân hàng như 2024 ấy, thì chúng ta chọn những ngân hàng có cái nền tảng vững, và nhất là các ngân hàng thương mại nhà nước, thương mại cổ phần nhà nước ấy, là có những ngân hàng mà có đặc điểm như vậy để chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng, mặc dù, và chấp nhận rằng là định giá của những ngân hàng này nó sẽ cao hơn các nhóm còn lại, như cái câu chuyện chúng ta đã nhìn thấy Vietcombank trong suốt 10 năm vừa rồi, tất các nhà đầu tư chấp nhận trả một cái định giá, một cái ở một cái mức định giá rất là cao, và kết quả thì Vietcombank vẫn perform tốt. Thì đấy là ý kiến của tôi ạ. Trong ba cổ phiếu này thì có hai cổ phiếu chắc là đang được mọi người thương thảo nhiều nhất, đó là Mobile World và Hòa Phát. Thì quan điểm của chúng tôi là hai cổ phiếu này đều đang nằm trong danh mục theo dõi, không phải danh mục mua. Tại đối với tôi thì hai cổ phiếu này đều đang đắt so với những gì mà tiến độ phục hồi lợi nhuận của họ. Mobile World thì tôi nghĩ là đã trải qua cái giai đoạn hiệu quả cao trong tất cả những cái mảng kinh doanh của họ, và trong tương lai họ sẽ rất là khó khăn để giữ được cái biên lợi nhuận cao trong cái mảng bán lẻ về điện thoại, trong khi cái mảng về bách hóa xanh thì thực sự chưa mang tính thuyết phục về mặt chiến lược và tạo nên cái lợi nhuận trong thời gian gần. Vậy tôi nghĩ không phải là không mua ở định giá này. Hòa Phát thì tôi cũng đồng ý là sẽ có sự hồi phục, tuy nhiên với những cái nhận định về thị trường bất động sản, về sự trì trệ của kinh tế Trung Quốc, thì cái việc mà để Hòa Phát đi vào một cái giai đoạn gọi là một cái giai đoạn tăng giá rất mạnh như những năm trước để mà xứng đáng một cái định giá cao thì tôi cũng nghĩ là chưa phải là lúc. Vì vậy mình sẽ tiếp tục theo dõi cái mức giá nào có thể vào được cho cổ phiếu Hòa Phát. Còn BID chắc là xin nhường lại cho Lam. Ba cái tên này là ba cái đại diện cho ba cái nhóm ngành. Nếu mà quý nhà đầu tư nhớ ở cái phần đầu của tôi có trình bày ba cái nhóm ngành mà kỳ vọng có cái tăng trưởng lợi nhuận cao, đó cao nhất. Xếp theo thứ tự thì nó là bán lẻ, có mobile thì trong đó là có Mobile World, hay nguyên vật liệu thì trong đó là có Hòa Phát và BIDV là thuộc nhóm ngành ngân hàng. Tuy nhiên là cũng ở cái bảng thống kê đó của chúng tôi thì chúng tôi cũng đồng ý quan điểm của chị Phương, đó là định giá của nhóm ngành bán lẻ và nhóm ngành nguyên vật liệu, nếu như xét về triển vọng tăng trưởng lợi nhuận thì chưa có gọi là hấp dẫn. Chỉ có riêng đối với ngành ngân hàng thì vừa có cái khả năng tăng trưởng lợi nhuận tốt và cái mức định giá vẫn đang còn phù hợp cho cái việc mua và nắm giữ dài hạn. Thì ở cái việc chọn ngân hàng nào để mua và nắm giữ dài hạn thì tôi lại đồng ý quan điểm với chị Phương SSI, đó là chọn nhóm ngân hàng trong cái giai đoạn bối cảnh hiện tại. Rõ ràng nhóm ngân hàng quốc doanh sẽ là cái nhóm mà có cái khả năng sống sót tốt nhất, tại vì họ không chỉ là làm việc kinh doanh mà họ còn làm cái việc hỗ trợ nền kinh tế nữa. Thì ở đổi ngược lại, họ cũng sẽ nhận được những cái support nhất định từ chính sách. Vì vậy mà cái lợi nhuận của các ngân hàng này tương đối luôn luôn là ở trong cái xu hướng tích cực. Ngoài ra đối với BIDV thì trong những cái giai đoạn trước, thực ra BIDV là một cái điển hình của ngành ngân hàng, của ngân hàng quốc doanh mà phải bị chịu tổn thất rất là nặng bởi cái sự suy yếu của nhóm doanh nghiệp nhà nước ở giai đoạn trước. Cho nên và sau cái giai đoạn mà tái cấu trúc thương đau như vậy thì cái chi phí tín dụng của BIDV cái giai đoạn đó rất là cao. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi nhận thấy là họ đã xử lý được phần lớn, những thực ra là coi như là gần xong những cái tồn đọng đó, và cái chi phí tín dụng của BIDV đang trong xu hướng giảm và tiệm cận về gần với cái mức của Vietcombank. Ngoài ra thì nếu như mà quý nhà đầu tư đã quan tâm đến BIDV như vậy thì cũng sẽ thấy là cái tỷ lệ ROE của ngân hàng này cũng đã bắt đầu lên tiệm cận cái mức 20%. Và ngoài ra thì thực ra là ví dụ như Vietcombank vài năm trước, chúng ta sẽ thấy Vietcombank có câu chuyện về làm bank ca, có câu chuyện về bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài. Thì BIDV họ cũng đang có những cái câu chuyện như vậy chờ ở phía trước. Còn cái việc hiện thực hóa được những cái câu chuyện này vào cái thời điểm nào thì tôi nghĩ rằng là cần phải quan sát thêm cái biến động kinh tế thế giới cũng như là của biến động kinh tế của Việt Nam nữa, thì tôi cho rằng thì những cái kỳ vọng này nó mới được hiện thực hóa.
Do vậy mà thực ra thì tôi thấy BIDV thì nếu mà lựa chọn ở đây thì cũng hợp lý. Tôi thấy là chúng ta đã có 3 chuyên gia đầu ngành trao đổi về 3 công ty rồi. Thì tôi cho rằng là tôi cũng, với lại vì vấn đề thời gian là tôi sẽ không đi lại 3 công ty này, mà chắc là tôi sẽ chọn một trong 3 công ty này thôi. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà chị Giao hỏi tôi á, thì trong phần trả lời tôi có nói là có 4 chủ điểm đầu tư, thì có một chủ điểm thì chúng tôi là chưa đúng, hoặc là tại thời điểm này là chưa đúng. Thì đó là về gia tăng chi tiêu và đầu tư ở Việt Nam khi mà thu nhập của người dân tăng lên. Thì vì cái chủ điểm đó thì chúng tôi có đầu tư vào Mobile World, và đây là công ty mà chúng tôi khá là đau đầu trong thời gian vừa qua khi giá cổ phiếu giảm, như giống như chị Phương đã trình bày. Nhưng mà cũng chia sẻ luôn là tại thời điểm này chúng tôi vẫn nắm giữ Mobile World vì một số lý do. Thế nhưng là khi chúng tôi nhìn được cái mô hình kinh doanh của họ thì các quý rồi cái kết quả kinh doanh khá là kém, tại vì cái chi phí mà cố định của họ khá là cao, trong khi doanh thu nó giảm vì cái nhu cầu kém. Mà chúng tôi nghĩ rằng là năm sau hoặc là năm sau nữa kinh tế hồi phục á, thì doanh thu tăng lên, trong khi cái chi phí mà cố định á, có thể là nó sẽ không tăng nhiều đâu. Thì cái phần mà phần lớn cái doanh thu hoặc lợi nhuận gộp á, nó sẽ chạy vào cái lợi nhuận của hai cái mảng bán lẻ điện thoại và điện máy. Và do đó là cái kết quả kinh doanh của Mobile tôi nghĩ là sẽ khả quan hơn trong các năm sau. Bách Hóa Xanh thì cũng rất là, tôi đi trao đổi với các đồng nghiệp trên thị trường á, thì cũng có rất nhiều view khác nhau. Nhưng mà các bạn mà phụ trách chính về Mobile World ở công ty tôi á, thì bạn nó ra cửa hàng rất là thường xuyên, và bạn ấy nhận thấy là những cái tín hiệu tích cực và cái gọi là cái số lượng người đi mua sắm ở Bách Hóa Xanh. Tôi thì ra cửa hàng ít hơn, nhưng mà trong vòng hơn hai năm vừa rồi á, tôi mua online Bách Hóa Xanh liên tục, và tôi nghĩ là cái dịch vụ của họ rất là tốt. Đó, tại đó tôi cho rằng là cái mô hình kinh doanh đó, với lại các bạn nhìn á, thì thực ra trên thế giới còn rất là ít cái nước mà giống như Việt Nam mình là cái tỷ lệ mà kênh bán lẻ truyền thống á, nó chiếm tỷ lệ cao như vậy. Các nước xung quanh chúng ta là cái tỷ lệ nó rất là thấp. Giống như Trung Quốc thì tôi nghĩ là nó là phải là dưới 50%. Đó, nên tôi nghĩ là cái sự phát triển của kênh bán lẻ hiện đại á, trong cái mảng thực phẩm nó sẽ là tiếp tục diễn ra, nhưng mà tốc độ có thể là nó chậm hơn những nước khác, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ diễn ra. Và những cái công ty như Mobile World đó hay Bách Hóa Xanh đó, thì họ sẽ là những cái doanh nghiệp mà được hưởng lợi những cái xu thế này. Tại vì thực ra nếu mà chúng ta coi cái mô hình kinh doanh này á, thì rất là ít doanh nghiệp mà có lợi nhuận. Masan thì họ cũng đang rất là vất vả với lại cái chuỗi WinCommerce, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy là mạng kinh doanh này làm khó, đúng không? Đòi hỏi rất là nhiều vốn, trường vốn trong rất là nhiều năm, đòi hỏi đội ngũ nhân lực rất là mạnh mẽ. Thì cái tính cạnh tranh á, cái khả năng mà một cái doanh nghiệp khác mà bước vào ngành này nó cũng sẽ rất là thấp. Và khi mà cái thị trường này nó tăng trưởng á, thì những người này là họ đã có vị thế sẵn có trên thị trường rồi, thì tôi nghĩ là họ sẽ là gọi là capture hay là tận dụng được cái cơ hội của ngành. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi vẫn giữ Mobile World, mặc dù là thời gian vừa rồi rất là đau đầu.